vận động viên gốc Hà Mông thèm phở sau khi giành vàng ở Olympic. Suni Sali cho biết thèm món phở khi được hỏi muốn ăn mừng chiến thắng giành 3 huy chương Olympic như thế nào. Suni Sali, vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ gốc Hà Mông, vừa giành 3 huy chương tại Olympic Paris 2024, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Để ăn mừng chiến thắng, nữ vận động viên chia sẻ trên sóng truyền hình ngay tại sân thi đấu, tôi thèm ăn phở. Tôi muốn một món súp nào đó. Nhưng thực sự tôi không biết tìm mấy món đó ở đâu quanh đây. Đó đúng là một phần châu Á trong tôi. Người hâm mộ Ly nhanh chóng đưa ra các gợi ý quán phở ở Paris bên ngoài làng Olympic cho thần tượng. Ai đó hãy lấy cho Suni một bát phở ngay. Paris có những món phở ngon nhất thế giới. Hãy đến thăm cộng đồng người Việt đông đảo ở đó, một số người bình luận viết. Tôi đã tìm được một nơi và nhắc đến Suni với hy vọng ai đó có thể mang phở đến cho cô ấy. Người dùng mạng xã hội ít viết và gắn địa chỉ nhà hàng Fort Bourbon ở quận 9 Paris. Người này cũng đã đề cập trong một bài đăng khác rằng quận 13 cũng có nhiều nhà hàng Việt Nam tuyệt vời, bao gồm phở và bánh mì. Tài khoản Ilopepi trên X cũng nói thêm rằng quán cà phê châu Á trên tầng cao nhất của Gallery Lafay có món phở tuyệt vời. Đây là nhà hàng Panacea, nơi phục vụ phở cùng các món ăn châu Á khác như sushi và há cảo. Con trai và con dâu tôi đã ăn phở ở kho 14 Opera, nói rằng đây là một trong những quán phở ngon nhất mà chúng từng ăn. Cách bảo tàng lao vờ vài phút, một người dùng ít khác viết. Theo TripAdvisor, có 61 nhà hàng phục vụ phở ở Paris. Tại Olympic Tokyo 2020, Ly cũng từng được biết tới với tâm hồn ăn uống. Cô cho biết sẽ đi ăn ti già sau khi được hỏi ăn mừng chiến thắng bằng cách nào. Sau đó, người đẹp Mỹ đăng một bức ảnh nằm trên giường với một chiếc ti già peppermint, mặc bộ đồ Olympic. Suni Sali năm nay 21 tuổi. Cô là người gốc Hà Mông. Hiện tại, nữ vận động viên đã giành tổng số 6 huy chương Olympic qua các lần đại hội tham gia. Ly cũng là một ngôi sao mạng xã hội với 3 triệu người theo dõi trên Instagram, trong đó có danh thủ người Anh Jude Bellingham. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.